Ngày 14 tháng 1, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với phường Phương Nam tổ chức đối thoại và chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân liên quan đến dự án cụm công nghiệp Phương Nam. Đồng chí Bùi Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự và trực tiếp đối thoại với các hộ dân. Tính đến 16 giờ ngày 14 tháng 1, có thêm 5 hộ dân thuộc dự án cụm công nghiệp Phương Nam được chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Như vậy, đến thời điểm này, đã có tổng số 9 trên 63 hộ thuộc dự án cụm công nghiệp Phương Nam được chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trong chương trình, đồng chí Bùi Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện các phòng ban chức năng đã trực tiếp tư vấn tháo gỡ khó khăn đối với một số trường hợp cụ thể thuộc diện bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án cụm công nghiệp Phương Nam. Bên cạnh đó, phường Phương Nam và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ đồng thuận, nhận tiền bồi thường, phấn đấu đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.